sử dụng săn vé. Săn vé là từ khóa thịnh hành cả tuần qua. Concert Blackpink mở bán vé vào ngày 7 tháng 7 và concert Taylor Swift mở bán vé sớm ngày 5 tháng 7 khiến nhiều người tạm gác mọi công việc, sinh hoạt để canh mua vé. Singapore là điểm đến Đông Nam Á duy nhất mà Taylor Swift lựa chọn để tổ chức 6 buổi biểu diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour vào tháng 3 năm sau. Còn Bonping là tour diễn vòng quanh thế giới thứ hai của nhóm Blackpink, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái tại Seoul, Hàn Quốc. Họ đã biểu diễn 26 buổi trong năm 2022, thu hút hơn 366.000 người và đây là lần đầu tiên nhóm đến Việt Nam. Không chỉ tự thân vận động mà người hâm mộ còn lập ra những nhóm để lên kế hoạch tác chiến rất bài bản, chia sẻ kinh nghiệm đua idol sao cho hiệu quả, an toàn và nhiều trải nghiệm thú vị nhất. Có người dùng nhiều thiết bị khác nhau để tăng cơ hội mua được vé như ý. Ngoài việc xếp hàng, chờ có khi vài giờ thì người hâm mộ cũng phải đối mặt không ít tình huống giờ khóc giờ cười khi đường truyền Internet gặp trục trặc, website bị lỗi. Đáng nói là tình trạng phe vé 2 đêm concert Blackpink tại Hà Nội đã xuất hiện ngay sau đó. Nhàn nhàn các bài đăng đặt nhầm vé, đặt lố tay và muốn bán lại với mức giá cao khiến những người hâm mộ chân chính bức xúc.